miền Tây xin chào các cô chú và các anh chị. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh chị một món ăn rất là đơn giản, đó là món chè đậu trắng. Cái món này mình nấu rất là nhanh nha các bạn. Nhưng mà mình nấu làm sao mà cho cái hạt đậu nó bùi, nó mềm, cái hạt nếp của mình nó trong mà nó không có bị bấy á. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng xem video và cùng thực hiện nha. Mình sẽ đổ 200g đậu trắng này mình ngâm qua một đêm nha các bạn. Cái đậu trắng này nó rất là lâu mềm, nó rất là cứng nên mình sẽ đổ nước mình ngâm qua một đêm cho cái đậu mình mềm, mình nấu sẽ mau hơn ha. Đậu này hôm qua mình ngâm được một đêm rồi nè các bạn. Hột đậu bây giờ nó đã nở ra tròn và mềm á. Mình sẽ bắt nước lên mình nấu đậu. Xong rồi mình sẽ sử dụng 150g nếp này nghe các bạn. Nếp này mình sẽ do rửa sạch lại rồi mình ngâm ha. Mình ngâm có chừng 15-20 phút gì đó cho cái nếp mình nó nở ra ha. Các bạn chọn mua loại nếp mà nó cũ á, nếp cũ thì nó sẽ ngon hơn, nếp mới thì nó dẻo, nó dính. Rồi mình sẽ đổ đậu vô cái son mình luộc nha các bạn. Các bạn đổ nước cho nó hơi nhiều tí ha, để ngồi cái đậu mình nó sôi nó sẽ mau mềm hơn. Rồi trước khi luộc thì mình sẽ cho vô một chút xíu muối ha, để cho cái đậu mình nó được bùi hơn. Mình sẽ đậy nắp lại luộc khoảng chừng nửa tiếng. Rồi lúc đó mình kiểm tra coi đậu nó mềm hay chưa nha. Rồi mình sẽ đi ngâm cái nếp này ha. Sẽ do rửa sạch rồi mình ngâm cái nếp này. Mình vo xong có chừng 2-3 nước rồi đó các bạn. Cho cái hạt nếp mình nó trong nó sạch rồi mình sẽ đổ xíu nước vô mình ngâm ha. Mình mở nắp ra, nãy giờ đậu mình luộc tầm cỡ chừng nửa tiếng là chắc mềm rồi đó các bạn. Mình sẽ thử hạt đậu coi nó mềm hay chưa ha. Rồi đậu nó mềm, nó nhừ vậy nè các bạn là nó đã chín rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đổ đậu ra mình đi rửa ha. Ta sẽ đổ đậu ra ha. Chúng ta sẽ rửa cho mấy cái mài đậu này nó chắc ra ha. Rửa lắc vài lớp cho mấy cái mài đậu này nó sẽ chắc ra. Mình rửa, mình xóc nó, mình chà nó nhẹ tay thôi nha các bạn. Chà cho cái mài đậu của mình đó, nó chóc ra. Cái mài đậu chỗ này nè, nó chóc ra hết á. Cái chỗ này là ăn nó chát, chứ nó hơi cứng á. Mình sẽ rửa cho nó sạch ha. Nó cho mấy cái mài này nó chóc ra. Rồi được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ vô và mình chuẩn bị để cho đậu nó ráo một xíu rồi mình chuẩn bị nấu chè thôi ha. Chúng ta sẽ lót cái lá dứa xuống cái nồi ha các bạn. Rồi chúng ta sẽ đổ đậu vô. Đổ đậu vô các bạn sẽ dàn cho cái đậu nó đều ra. Rồi chúng ta sẽ bỏ thêm là 200g đường vô ha. Cái này tùy theo khẩu vị của gia đình mình ăn mà mình có thể tăng hoặc giảm ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ thêm một lớp là nếp vô. Mình cũng dàn đều tương tự vậy đó. Đổ miếng nước vô từ từ vô ha.
Rồi mình sẽ đậy nắp lại, mình nấu với nửa dừa thôi nha các bạn. Đậu của mình nấu hồi nãy giờ nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt cái phần lá dứa nó bỏ ha. Rồi mình sẽ nêm thêm một chút xíu muối vô cho cái nồi chè của mình nó đậm đà hơn ha. Xong rồi mình sẽ pha thêm một chút xíu bột năng, khoảng một muỗng canh bột năng mình pha với chút xíu nước, rồi mình sẽ gưới lên nồi chè vô ha, cho cái nồi chè của mình á, cho nó dẻo, nó kẹo lại, để chút xíu mà mình có múc mình ăn á, nó để nó cũng không có bị chảy nước ra ha. Mình sẽ đậy nắp lại và nấu cho nó riu riu chút xíu nữa ha. Rồi cái chè mình nãy giờ là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cái hạt đậu nè, nó trong, nó trắng lại nè, là chè mình chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ tắt lửa và mình bỏ hai ống vani vô ha. Các bạn nhớ là phải hai tắt lửa trước rồi để ống vani vô á, cái nước chè của mình á, nó sẽ không có bị ra nước ha. Rồi mình sẽ xới đều ha. Mình sẽ đổ 200ml nước cốt nha các bạn. Mình vô mình sẽ làm cái phần nước cốt ha. Mình sẽ bỏ thêm là 3 muỗng cà phê đường ha, với một chút xíu muối. Rồi mình sẽ quậy cho cái hỗn hợp này nó sẽ tan ra ha. Chừng nào nó tan, nó sôi lên thì mình sẽ quậy thêm một miếng bột năng, mình gưới nó vô cho nó sạch sệt lại nè các bạn. Nó sạch sệt vậy lại là được rồi nè các bạn. Mình đã thực hiện xong cái món chè đậu trắng rồi nè các bạn. Cái món này mình sẽ ăn kèm với nước cốt dừa thì nó mới ngon ha. Cái vị béo của nước cốt dừa cho nó chút mặn mặn, ăn với cái chè mình, cái hạt đậu thì nó bùi, nó mềm. Cái hạt nếp của mình thì nó dẻo, nó tơi, ăn rất là ngon nghe các bạn. Nếu các bạn xem video thấy thích, xin hãy nhấn nút đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Bếp miền Tây xin chào, tạm biệt các bạn và hẹn các bạn vào những clip tiếp theo nha. Bye bye.